Xin chào anh chị. Hôm nay anh em thợ chế tạo máy điện cây xanh sẽ đóng gói hai cái máy trộn giao ra cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đi Mỹ sản xuất. Máy trước khi chuyển đi sản xuất ha, anh em thợ sẽ kiểm tra cẩn thận, kiểm tra sự ổn định của cơ khí và điện để đảm bảo máy vận hành ổn định liên tục trong thời gian dài. Sau khi mà chọn tích mẫu xong ha, sẽ quay cho cơ cấu đổ liệu sản phẩm ra. Máy này dạng nhỏ nên cái cơ cấu đổ liệu làm bằng tay. Mẫu sản phẩm test ha, đạt yêu cầu. Sau khi kiểm tra xong rồi ha, sẽ cho anh em thợ đánh bóng, làm đẹp máy, sau đó quán bằng coi kỹ nha. Chuyển máy lên xe để giao ra cảng. Trong quá trình vận chuyển nha, anh em thợ cũng lên máy chuyển máy chính xác để không có bị va chạm máy ảnh hưởng đến chất lượng. Sau khi căng chỉnh máy ổn định lên xe rồi ha, phải chuyển máy đi ra cho người sử dụng.